Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thấy gì qua quyết định tới thăm Trung Quốc nhanh chóng của Tô Tổng khi vừa lên cương vị mới? Ngày 18 tháng 8, BBC Tiếng Việt có bài bình luận vì sao ông Tô Lâm nhanh chóng thăm Trung Quốc ngay sau khi làm Tổng Bí Thư. Theo đó, BBC cho biết sáng ngày 18 tháng 8, Tân Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã tới Quảng Đông bắt đầu chuyến thăm các nhà nước tới Trung Quốc. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. BBC cũng cho hay, thông thường một chuyến thăm cấp nhà nước tiêu tốn thời gian lên đến vài tháng cho công tác chuẩn bị. Trước đây, Tổng trọng và Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên thường là sau khi nhậm chức khoảng 4 đến 9 tháng. Trong khi đó, chỉ 2 tuần sau khi được bổ nhiệm, Tô tổng đã thăm Trung Quốc. Với chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc ngày 18 đến ngày 20 tháng 8, ông Tô Lâm đã nói bước ông trọng Chọn Trung Quốc đầu tiên. BBC dẫn lời giáo sư Alexander Von Wien từ Trung tâm nghiên cứu an ninh châu Á Thái Bình Dương thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nhận định rằng, điều này dẫn chúng ta đến một quy tắc bất thành văn trong nghi thức đối ngoại của Việt Nam, lãnh đạo cao nhất của Việt Nam nên đến Trung Quốc trước khi đến Hoa Kỳ. Vì vậy, chuyến thăm Trung Quốc của ông Tô Lâm là phù hợp với quy tắc bất thành văn nói trên, khi sau đó ông Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 với tư cách là chủ tịch nước Việt Nam và sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên của ông Tô Lâm với Tổng thống Mỹ trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Việt Nam. Do đó, chuyến đi Trung Quốc của ông Tô Lâm vào tháng 8 này là để trấn an Bắc Kinh về bất kỳ bước tiến triển nào trong quan hệ Việt-Mỹ, ông nhận xét. Và đây là hình tân tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm. BBC cho biết, với việc nắm giữ cùng lúc hai chức danh thang chốt là Chủ tịch nước và Tổng bí thư. Ông Tô Lâm được coi là đồng cấp với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Và việc hai lãnh đạo đồng cấp sớm gặp nhau được đánh giá là bước quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ cá nhân hai ông cũng như phát triển quan hệ hai nước. Theo BBC, báo chí Việt Nam dẫn lời Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, trong chuyến thăm này, hai nước đều kỳ vọng sẽ đạt thành quả trên một số phương diện, trong đó có tiếp nối và phát huy xu thế phát triển của quan hệ Việt-Trung. Việt Nam, Trung Quốc cũng sẽ cùng xử lý thỏa đáng những vấn đề tồn tại, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, không để vấn đề trên biển ảnh hưởng đến đào phát triển quan hệ hai đảng, hai nước. BBC dẫn nguồn tin quốc tế nói rằng, ngay trước khi Việt Nam chuẩn bị có cuộc diễn tập chung trên biển với Philippines vào ngày 9 tháng 8, trong chưa đầy một tuần, một máy bay không người lái UAV được xác định là loại WZ-10 của Trung Quốc đã bay gần bờ biển Việt Nam lần lượt vào ngày 2 tháng 8 và 7 tháng 8. Trong quan hệ Việt-Trung, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông là một trong những vấn đề bất đồng nhất giữa hai nước khi Trung Quốc thực hiện chiến thuật vùng xám để củng cố yêu sách đường lưỡi bò của mình. BBC cũng cho biết, trong lĩnh vực thương mại, Việt Nam là đối tác lớn nhất của Trung Quốc trong khói ASEAN. Năm 2023, tổng kim ngạch thương mại hai nước đạt hơn 171 tỷ đô la. Thương mại 6 tháng đầu năm tăng 24,1%. Và đây là hình Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của rau quả Việt Nam sang Trung Quốc đạt 2,1 tỷ đô la, chiếm 64% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. BBC dẫn lời ông Vũ Khang, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại khoa chính trị học của trường Đại học Boston, từ Mỹ nhận định rằng, chuyến đi của ông Tô Lâm đến Trung Quốc cho thấy Hà Nội luôn ưu tiên Bắc Kinh trong hệ thống cấp bậc ngoại giao, dù có nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ theo ông Khang, Việt Nam khác với Mỹ về ý thức hệ, còn Trung Quốc thì không, nên Trung Quốc có thể giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội và duy trì ổn định chính trị. Những yếu tố đó phù hợp với lợi ích của Trung Quốc trong việc bảo vệ biên giới phía nam của mình. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Thấy gì qua quyết định tới thăm Trung Quốc nhanh chóng của Tô tổng khi vừa lên cương vị mới? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tô Tổng Tịch nhận lương bao nhiêu? Ngày 17 tháng 8, AFA Tiếng Việt có bài bình luận Chủ tịch nước Kim Tổng Bí Thư Tô Lâm lãnh lương bao nhiêu một tháng của nhà báo Nguyễn Nhân, hiện sống tại Thái Lan. Và đây là hình bài bình luận của nhà báo Nguyễn Nhân trên AFA. Theo tác giả, do không đủ dữ kiện và chuyên môn nên ông không tính được chính xác, nhưng theo các quy định công khai thì tối đa có thể vào khoảng từ 60 đến 70 triệu đồng một tháng, thực tế có thể không đạt con số này. Tác giả nhận xét, Tô tổ tổng tịch đã làm được điều mà không nhân vật nào có được, đó là ông tập trung những cấp hàm và chức vụ cao đến tuyệt đối trong hệ thống quyền lực của xã hội việt nam về chuyên môn nghiệp vụ an ninh ông là giáo sư khoa học an ninh tiến sĩ luật ông là một trong bốn đại tướng công an trong đó hai người đã qua đời lĩnh vực ông từng phụ trách là lĩnh vực quan trọng nhất với nội bộ tổng cục an ninh thuộc bộ công an ông là trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực ông cũng là trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương trong hệ thống nhà nước ông giữ chức vụ cao nhất chủ tịch nước. Trong hệ thống đảng ông cũng giữ chức vụ cao nhất tổng bí thư. Và đây là hình ông Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước. Tác giả cho rằng đặc biệt nhất và có lẽ cũng là điểm mạnh nhất áp đảo các ứng viên chức tổng bí thư khác là ông cả đời lặng hộp trong ngành công an phụ trách tổng cục an ninh Vị trí này cung cấp cho ông kho thông tin đặc hiệu khổng lồ cũng như tôi luyện bản lĩnh lý trí, mạng lưới quan hệ đặc biệt cùng với đầu óc chiến lược chiến thuật mà những lãnh đạo xuất thân dân sự không thể có được. vị trí ấy cũng giúp ông tô lâm hiểu và nắm rõ từng đường tơ kẻ tóc của từng người trong hệ thống cán bộ lãnh đạo cao cấp của việt nam. biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. ông bà nói ít có sai. tác giả ước tính chức danh tổng bí thư được hưởng mức lương là 30,42 triệu đồng một tháng, mức lương chủ tịch nước tương đương với tổng bí thư cũng là 30,42 triệu đồng một tháng lương cấp hàm đại tướng công an là 18,72 triệu đồng một tháng. Các mức lương này bao gồm trợ cấp, phụ cấp khác. Vẫn theo tác giả, để tính thật chính xác khoản lương cộng phụ cấp mà Chủ tịch nước, Tổng bí thư, Đại tướng Tô Lâm được lãnh hàng tháng sau khi trừ các khoản bảo hiểm, thuế thu nhập nếu có thì phải là người có chuyên môn này. Và đây là hình Bộ trưởng Công an Tô Lâm tham gia bữa tiệc xa hoa bò giác vàng nhưng tác giả thử tính theo các quy định công khai mà ai cũng tìm được, thì chủ tịch nước Kim tổng bí thư Tô Lâm được hưởng lương chức vụ của chức chủ tịch nước cộng thâm niên vượt khung cộng mức lương của quân hàm đại tướng cộng phụ cấp kiêm nhiệm của chức tổng bí thư phụ cấp kiêm nhiệm chức tổng bí thư bằng 10% của tổng thu nhập mà chức tổng bí thư được hưởng tối đa cho khoảng 6 triệu đồng vậy ông Tô Lâm có thể được hưởng 30,42 triệu đồng lương chủ tịch nước cộng với 18,72 triệu đồng lương đại tướng, 5 triệu phụ cấp kiêm nhiệm chức tổng bí thư, cộng phụ cấp thâm niên vượt khung, tối đa có lẽ trong khoảng từ 60 đến 70 triệu đồng một tháng. Tác giả dẫn tổng cục thống kê, mức chi tiêu vừa đủ trong một tháng với gia đình 4 người ở Hà Nội là khoảng 30 triệu đồng. Trong đó, mức chi tiêu cho đời sống chiếm gần 94% trong tổng chi tiêu bình quân của hộ gia đình, gồm chi tiêu cho ăn uống chiếm 46 chi tiêu khác như thuê nhà, chi phí điện, nước, internet, giao thông, học tập, giải trí chiếm 47,4%, chi tiêu cho du lịch sức khỏe 6,1%. Tuy nhiên, tác giả đánh giá mức chi tiêu này chỉ đủ để gia đình sống giản dị, tiết kiệm và phải tính toán rất chi li như nấu cơm ăn tại nhà thường xuyên, không mua sắm áo quần đắt tiền và đi du lịch, giải trí bằng tivi, internet là chủ yếu. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin, tô tổng tịch nhận lương bao nhiêu. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo .de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.